Cái người ham học luôn luôn mở mang. Vì mình không học thì mình biết nhưng mà không rõ. Và người xưa gọi là gì? Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học, mờ mờ như đi trong đêm. Chữ minh minh là mờ mờ, chứ không phải là sáng. Người Quảng kêu là mùng xà xà. Chim tắt tắt. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học, đi trong đêm mờ mờ. Ví dụ như Phật tử mình nè, đi chùa mình cũng biết, lại Phật mình cũng biết, cúng kiến mình cũng biết, nhưng hỏi mình cái nghĩa đó, lý do nào làm đó, hình như mình không rành. Thật ra mình biết, nhưng mà biết mờ mờ, không rõ đó, minh minh đó. Cho nên mình không biết thì mình phải hỏi. Đa nghi thì đa ngộ. Mà chữ nghi này không phải là không có cái nghĩa nghi ngờ mờ ám, mà chữ nghi này là do chúng ta không hiểu và chúng ta cần phải hỏi. Cho nên khi mình hỏi, nó cũng có nhiều cách hỏi và cũng có những cái cách không trả lời. Ví dụ như cái người ta hỏi để người ta thử sức mình thì khỏi phải trả lời. Người ta hỏi để người ta đấu lý với mình thì mình khỏi trả lời. Tại vì mình hiểu được một cái mục đích của người hỏi, không có thiện chí. Cho nên người Trung Hoa đó, khi mà người ta may cái áo tràng đó, người ta ở giữa này, người ta có chấn 53 lần chỉ, tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của thiện tài đồng tử. Còn hôm nào mà mình nhìn vô mình đếm 37 lần chỉ, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Cây tích trượng mà Ngài Địa Tạng cầm có 4 cháu, tượng trưng cho tứ diệu đế. Mỗi cháu có 4, có 3 khoen thòng xuống, 4 lần 3 là 10, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Cho nên ngay cái đầu tích trượng có đạo lý trên đó. Ngay cái bàn thờ chúng ta để đó, nào là nhang đèn hoa trái, có đạo lý trong đó. Cái áo tràng chúng ta mặc, nó cũng có đạo lý trong đó. Cái áo vạt hò, vạt khách mà cổ tròn chúng ta mặc, khoét cái cổ là tròn, may ở trong cái lưng phải là vuông, gọi là đầu thì cái tròn, áo thì phải vuông, gọi là đầu tròn áo vuông. Hay là ngay cái y quý thầy đắp, chia từng ô vuông, đó là ruộng phước. Nhưng mà đầu thì tròn, áo thì vuông. Phật tử đầu còn tóc, cổ áo tròn trong vuông. Cho nên cái nào cũng phải vuông tròn. Ý muốn nói đến cái đạo lý. Cái đó gọi là gì? Chuyển tải. Văn dĩ tải đạo. Văn chữ cốt nó chuyên chở đạo lý trong đó. Mình cúng kiến không có dị đoan mê tín, mà chúng ta nói lên cái đạo lý. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thiện xảo. Chúng ta bày cúng mà bày như thế nào để có một chút gọi là hình thức. Quan trọng là chuyển tải nội dung, chứ không phải là chúng ta làm rình rang để rồi người ta nhìn vô đó, người ta nói đạo Phật là vậy đó. Vậy thì cái không phải là người ta quấy, người ta cố tình, người ta châm biếm mình, mà tại mình không rõ được cội nguồn, mình làm không rành rõ, cho nên có thể thành đề tài để người ta nói. Cho nên đừng có trách người ta xấu mà phải nói mình dở. Dở là mình không học, mình làm nó không có đúng. Và chữ đúng ở đây
là không phải gì kêu là trọn đúng, nhưng mà nó chuyển tải được. Ví dụ như ở trong miền Nam, khi mà tụng kinh khai chuông mõ là 3 tiếng mõ, cốc, 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 tượng trưng cho người đời thường bị tham sân si tạo ra 3 nghiệp thân miệng ý, đọa xuống tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phát tâm quy y Phật, Pháp, Tăng, tu, giới, định, tuệ. Rồi cái cuối cùng, cốc, 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 sanh, lão, bệnh, tử. 4 tiếng mở. Cho nên mấy chục năm nay đêm nào mình cũng bốn mõ, mà mình không biết bốn mõ để làm gì. Mõ chim, mõ vịt, mõ gà. Đó, bốn cái tiếng mõ đó đó. Cốc, 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 cốc. Khi mình khai chung mõ bốn tiếng cuối tượng trưng cho sanh, lão, bệnh. Người tu là dứt sanh, già, bệnh, chết để chứng được tứ trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí. Nhớ không? Tứ trí. Cho nên á, nhà Phật thường dùng cái từ là văn dĩ tải đạo. Lấy chữ nghĩa, nhưng mà trong chữ nghĩa nó chuyển tải đạo lý. Kinh sách được viết ra, quý vị nhớ là sau Phật cả ngàn năm sau mới có chữ, trước đó đâu có đâu, toàn là lặp lại, gọi là khẩu truyền. Đến sau này bắt đầu mới viết kinh trên lá bối, rồi từ từ theo cái thời đại văn minh bắt đầu có những phương tiện dụng cụ khác, như ngày nay gọi là giấy, chúng ta viết lên đó. Cho nên đó, không có cái gì vô ích. Cái quan trọng là chúng ta biết dụng nó để nó trở thành có ích. Ví dụ cái miếng vẽ rách, đối với lúc mình không cần nó vô ích, nhưng mà thật sự nó có ích lắm. Chỗ nào mà dơ là nó có mặt. Vậy miếng vẽ rách đâu có vô ích. Cái miếng tọa cụ là cái miếng vuông vuông quý vị đang ngồi đó, nó đâu có vô ích. Nhờ có nó mà ngồi mình đỡ ẻo. Cho nên cái miếng vuông đó mà có mặt để nó giúp cho mình ngồi. Rồi cái cục tròn tròn mà quý vị ngồi đó gọi là bồ đoàn. Cái miếng vuông gọi là tọa cụ. Cái miếng vuông ngồi gọi là tọa cụ. Cái cục tròn tròn để đỡ cái xương sống mình, để cho ngồi cho thẳng lưng gọi là bồ đoàn. Cho nên bồ đoàn tọa cụ có ích. Vậy thì trên đời này nếu chúng ta có cái nhìn trong sáng thì không có cái gì là vô ích cả. Cái quan trọng là chúng ta có cái con mắt trạch pháp, con mắt tuệ để nhìn tất cả các pháp, mà pháp nào cũng có ích. Trường hợp đó đạo Phật gọi là nhiếp vị ích. Tức là mình nếu còn có cái nhìn nhiếp, dung nhiếp, cái nào cũng có ích hết. Thí dụ một đứa nhỏ, nói mấy đứa nhỏ không có đi chỗ khác chơi. Trời ơi, thử bây giờ mà ai bấm chuông có phải kêu nó ra mở không? Mấy đứa nhỏ mà nó chơi lăn tẩm, mà hễ ai bấm chuông nhà là mình kêu ra mở cửa giùm má con. Rồi thậm chí ghét cái bà đó qua không muốn bắt phone. Con bắt phone đó, má không có nhà. Trời, lúc đó nó có ít ghê vậy đó. Nhiếp vị ít. Cho nên khi mà mình tu tập á, mình có cái nhìn, Phật giáo gọi là gì? Con mắt trạch pháp. Trạch là gì? Là chọn lựa. Và con mắt đó, chúng ta nhìn qua không phải nhục nhãn, mà nhìn bằng con mắt Phật, gọi là Phật nhãn.
hay là tuệ nhãn, hay là pháp nhãn. Cho nên mình thấy rồi, tất cả các pháp đều có chứa ẩn Phật pháp trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói đó, chỉ cần chúng ta có Phật pháp là chúng ta có phương pháp. Bồ Tát Quan Âm có một dáng ngồi gọi là tự tại. Có nhiều bác bây giờ đau chân lắm rồi, mỏi gối lắm rồi, nói bác ngồi tự tại đi. Hỏi ngồi tự tại là ngồi sao? Chân thả chân thòng. Quan Âm, có thấy Quan Âm nằm ngồi gì chưa? Có nhiều bữa Quan Âm còn ngồi tự tại hơn nữa. Đấy, dáng ngồi Quan Âm tự tại đó. Cái chỗ đó các ngài không phải biểu mình ngồi vậy, mà các ngài muốn nói lên cái đi. Nếu quý vị đau chân thì ngồi sao cho để đúng cái trường hợp đau bệnh của mình. Đâu có ai nói đau chân mà phải xuống đất ngồi chi. Thầy nói thảnh thơi, thở vô, ổng hít mà ổng nhăn, đau. Cho nên 30 phút ngồi thiền ai hạnh phúc cho ổng đau khổ quá. Mà vì vậy ổng đau khổ quá trời quá đất. Cho nên thầy vừa nhập cái chuông vô cái ổng dò tay liền, đã quá. Cho nên quý vị nhớ khi ngồi thiền á, thầy cái vị mà người ta cầm chuông á, người ta nhập vô cái chuông vậy nè, đừng có dò tay. Mình dò vậy á, ổng tẩm tưởng như trời ơi nãy giờ nói trong mình xả. Nghe cái đó nhập chuông là báo thôi. Rồi khi nào thầy thủ chuông thầy thỉnh 2 tiếng bon bon, rồi mình mới chắp tay mình xá cái lịch sự chứ. Giống như đói bụng lắm rồi mà cũng chắp tay tụng kinh, tụng kinh. Chắp tay xá cái rồi chừng đó mới xoa tay. Mà xoa này là cho nó ấm cái tay để nó ủi cái lằn nhăn. Chứ không phải xò xương qua xò. Cái xò tay là cho mình ấm cái tay mình lên. Xong rồi mình lấy cái tay này nè, mình áp lên con mắt này nè, ủi mấy cái lằn nhăn này nè. Cho nên càng ngồi thiền càng trẻ. Ai không tin ngồi thử coi. Mà càng ngồi càng không khỏe, không phải tại em. Tại vì khi mình ngồi thiền mình thở đó, lâu đó, từng 30 phút trở lên thì có thể mấy cái lỗ chân lông trên mặt mình nó hở. Cho nên mình phải bít lỗ chân lông lại để không có bị cảm. Nếu không mình ra ngoài gió vô dễ bị cảm. Cho nên mình phải xoa tay cho ấm rồi mình bít mắt, lỗ tai. Mà thường thường mà vuốt như vậy đó, thấy không? Lỗ tai nó dài. Mình tu tập á, cái niềm hoan hỷ đó, quý vị thấy ngoài đời người ta cũng vui. Nhưng mà cái vui của người ta cười thoải mái, thậm chí người ta phải mượn những câu chuyện gì đó để người ta nói. Nhưng mà trong Phật pháp quý vị có cười không? Nhưng mà cười sau đó rồi á, nó ẩn ở bên trong một cái niềm nhẹ nhàng. Cái đó là vi tiêu. Hồi nãy Hòa giới thiệu hai chữ vi tiêu đó. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như là mình nghe một câu chuyện cười. Có một vị thiền sư, ngài nằm gác chân lên nhìn trời thì thấy mây bay. Ngài mới làm 4 câu thơ. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy xem. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói đến cái chỗ thông dong tự tại. Thấy mây bay định kêu mây xuống, nhưng mà thủy chung làm sao kêu được. Thôi thầy đang bận ngủ,
mây cứ bay. Nghe cái câu đó rồi mình để lòng. Hay có một vị khác vô nói: Bạch Hòa Thượng, con đọc Phẩm Phổ Môn, nói là có một người mà trôi xuống đi tìm châu báu đó, rồi lạc vô cái vùng quỷ La Sát. Vậy Bạch Hòa Thượng, La Sát là chi? Ông mà nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông đỏ mặt, giận rần lên. Hòa Thượng nói: Đạo hữu thấy La Sát nó về chưa? Thì lúc đó khi dứt câu hỏi đó rồi thì ông Phật tử chắp tay: Con cảm ơn Hòa Thượng khai thị. Và từ đó ông lúc ông giận lên, nhưng mà sau đó rồi á, cái đạo lý nó nằm ở trong câu trả lời vi tiếu. Quý vị thấy được chữ vi tiếu không? Có nhiều khi mình coi phim kịch nó cười xong hả hê rồi xong cười lúc đó thôi, nhưng mà trong Phật pháp những nụ cười xong rồi nó lưu lại. Ví dụ như hôm rồi có một đạo hữu trộn miếng xà lách, mà là trộn xà lách mà có ổng với ổng có một chút trứng gà hay sao trong cái nước sốt á, thì Pháp Hòa mới ăn. Cái ông hỏi: Ủa này có trứng thì ăn được không? Pháp Hòa nói: Không ăn ba má nó thôi chứ này đâu sao. Quý vị hiểu là nói gì không? Nhưng mà gặp cái ông nào mà ông ăn á, nếu mà ông nào mà ông ăn thoải mái đó thì ông sẽ trở lời khác: Ý, bà má nó, tôi còn ăn chứ đừng nói nó. Vậy vậy sau này ai hỏi quý vị có chút hành quý vị ăn không, hay là có chút trứng quý vị ăn không, nói làm sao? Không ăn ba má nó thôi chứ. Thật sự ra cái câu trả lời qua là bây giờ trong cái sót mình có rất nhẹ nhàng, mình thành đạo thành Phật không phải chút đó đâu. Hay là quý vị tụng kinh, quý vị mệt mỏi, quý vị ngưng thời kinh lại vì mình hết sức tụng. Là thậm chí có nhiều ngày mình tụng kinh to tiếng, hôm nay mệt quá trì kinh, không sao hết á. Bởi giờ ở đây giờ có bán mấy cái máy nghe mà, phải tụng lớn Phật mới nghe. Lúc mình lâm râm Phật vẫn biết mà. Cho nên không phải mình, cái chỗ tu hành của mình là nó là như vậy. Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện tu nó giống nước lạnh vậy đó. Quý vị muốn pha nước gì cũng được hết á, nước trà, nước cà phê, nhưng mà bản chất nó là nước lạnh. Bản chất của sự tu hành nó đơn giản vô cùng. Khi nào cần hình thức thật nhiều thì là hình thức thật nhiều. Ví dụ như nè, quý vị thấy ra ngoài cái trung tâm Sangha này, hai ngày tu học ở trên bằng Phật có gì? Chỉ là một tượng Phật, một bình trầm thật nhỏ, tượng trưng mà. Mình ở đây mình mướn chỗ mà đâu phải chỗ của mình. Mình bưng ra mình treo đầy một lát thì cũng mình dẹp. Phật đâu có nói hay quá. Cho nên Phật bắt ấn đầy ho. Cho nên thưa đại chúng là khi nào cần hình thức thì là hình thức, khi nào đơn giản cũng là hình đơn giản. Mình tu hành mà mình dung nhiếp được cái đó thì nó diệt đi. Và khi người ta nhìn vào tất cả những cái hạnh tu đó đó, nó viên dung. Cái hạnh tu của các vị nó đơn giản như vậy. Ví dụ như ngày hôm qua dùng cơm xong thì Hòa Thượng đứng dậy, Hòa Thượng mới lau cái bàn. Vậy thì thầy Minh Trọng nói: Bạch Hòa Thượng, để đó con. Thì Hòa Thượng mới nói: Thì sẵn tay tôi lau luôn để tôi có cớ đi rửa tay mà. Có một vị hòa thượng đến một đạo tràng, thì đại chúng lúc đó rau muống mắc lắm, thì các cô mua một dĩa rau muống về mới lặt cái ngon luộc cho hòa thượng dĩa, còn cái dở để dưới đại chúng ăn, không bỏ.
Hòa thượng nhìn hai dĩa rau muống nó khác. Hòa thượng nói sao không chia ra ăn. Cái nói dạ thôi thôi, cái này nó non, tôi con để hòa thượng dùng. Nói vừa dứt thì hòa thượng cũng vừa đứng dậy, cầm hai cái dĩa rau muống trộn lại với nhau. Và sau đó hòa thượng chia làm hai dĩa. Thì thưa đại chúng, cái hình ảnh như vậy thôi thì đại chúng sẽ thấy được cái gì trong đó. Cái đó gọi là khởi hạnh ích. Khởi hạnh ích là gì? Người ta cái hành động, cái hạnh là cái việc làm. Mà trên đời này có những việc làm mà người ta làm bất khả tư nghị, mà nếu chúng ta có cái tâm gọi là kiến văn, như ngày hôm qua mình nói đó, thấy nghe đó, thì quý vị sẽ thấy linh động và học ngay cái chỗ đó. Hòa thượng Hộ Giác, quý vị có nhớ ngài không? Pháp Hòa nhớ, có một năm hạ Pháp Hòa làm thị giả, hòa thượng được gặp với thầy trẻ với nhau hết. Hòa thượng ngồi dạy mà dạy nói chơi thôi, nhưng mà trong đó nó có cái đạo lý. Hòa thượng nói mấy đứa con nhớ nha, ở đời này á, đàn tỳ bà, đàn piano, đàn guitar nó không có nguy hiểm bằng đàn bà. Cái đàn nào nhiều khi lát đừng có biểu tình em nha. Em đang khởi hạnh ít. Thưa đại chúng, là hòa thượng dạy cái câu nói chơi, dạy các thầy trẻ, nhưng mà ở trong đó đó, nghe xong quý vị cười, nhưng mà rồi khi cười xong rồi cái niềm vui nó còn lại, cái đó gọi là cái gì? Vi tiêu. Có những nụ cười rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Ở chùa Pháp Hòa có một sư cô, có hôm cổ ở chùa khác tới chơi rồi dự tu thôi. Thì bữa đó cổ đứng cổ tụng kinh, thì có một chú Sa Di sướng lễ. Chú mới bắt cái bài Đại Từ Đại Bi. Cổ đâu thuộc. Ê mày, mày tụng bài khác đi mày. Mày tụng bài này tao không thuộc. Giữa đại chúng đang tụng kinh của làm tỉnh bơ vậy đó. Thì quý vị đại chúng bắt đầu buông chuông mỏ cười. Nhưng mà sao? Thật sự cái đó là ví. Ví tiêu. Những câu chuyện vui trong nhà chùa. Pháp Hòa có một sư cô, nhưng mà cô là đi xuất gia sau Pháp Hòa, nhưng mà cô đáng bà nội mình, bà ngoại mình rồi. Về già cô hơi quên quên. Mấy đứa nhỏ nó vô cái cô nói, cô nhớ con không? Mày làm như tao khùng, như tao không biết mày. Giờ sau đó cái hỏi con tên gì? Thì mày nói trước thì tao nói sao? Quý vị thấy người già lẫn nổi không? Không nhớ tên con cháu đâu mà đưa tiền biết hết à. Nhưng mà thưa đại chúng, là xong câu chuyện đó rồi thì mình nghe câu chuyện đó xong mình để lòng, và câu chuyện đó trở thành ra vi tiêu. Cười thoải mái, nhưng mà sau đó ở đó nó ẩn ràng một cái gì đó. Cho nên cuộc sống dù đời hay đạo, chúng ta rất cần những nụ cười. Nhưng mà nụ cười của chúng ta không phải là nụ cười ở những cái chỗ gọi là tiệc tùng nhậu nhẹt gì hết. Quý vị thấy sáng giờ cũng nhậu hai chập rồi chứ bộ. Sáng thổi kèn rồi, tổ bánh mì đó.
người ổ bánh mì đó thổi kèn chứ gì nữa. Rồi trưa phát người họp cơm. Rồi xong rồi mấy thầy lên trên lầu, ca sĩ, nghệ sĩ người ta còn được đóng cửa, người ta sắm tuồng. Còn mình lên lầu, thầy có rảnh không cho con xin 5 phút. Nãy giờ em ở trên lầu chứ người có 5 phút, 10 phút cái tới giờ em xuống đây luôn. Cho nên đời thầy chùa nó cũng chua lắm. Khi mà quý vị thấy những cái hành động của các vị lớn á, ở chùa Pháp Hòa thì các thầy thường hay gọi, Pháp Hòa thường hay gọi thầy viện chủ, tại vì các thầy trong chùa gọi là thầy trụ trì, thì trên thầy trụ trì có thầy viện chủ. Thì mỗi lần mà viết thơ cho nhau, viết mấy cái nốt thì lại gửi những cái email nhắn tin cho nhau, thì hay viết thầy viện chủ bằng chữ tắt là thầy VC. Nhận cái nốt đó thầy cứ phone lên, thầy nói mắc cái gì mà cứ viết VC. Nhưng mà sau này là thầy VC trở thành một câu chuyện trong chùa. Thầy VC là thầy viện chủ á. Còn thầy nói viện chủ thì cứ viết ra đi, nó mắc công viết. Còn sau này vi chủ. Mỗi lần mà tối thứ bảy á, sau này thì thầy không có giảng tối thứ bảy nữa, chứ hồi trước thì cứ thay phiên. Phật tử về chùa nghe pháp tối thứ bảy cái họ hay nói nhỏ nhau: tối nay ông nào, tối nay ông nào. Thầy Pháp Hòa thì đi ngang với lại mình, nhìn cái miệng người ta nhép nhép mình biết. Tuy đứng rất là xa nhưng mà qua vẫn thấy cái miệng nhép. Ông nhỏ. Ông nhỏ. Mà mỗi lần mà thầy nghe vậy cái thầy đấy, không có kêu ông nhỏ ông lớn nghe không, làm như cái nhà nó có hai bà vợ vậy đó. Vi tiếu. Có nhiều khi Phật tử chạy lên: thầy thầy thầy, thầy có khách. Thầy mới nói chùa không có khách, làm như nhà hàng vậy. Nói thầy ơi, thầy có Phật tử đến thăm, chùa là Phật tử tới. Thật sự thưa đại chúng, chỉ một câu nhắc như vậy thôi, nhưng mà trong cái nhắc nhở nó có cái đạo lý. Chùa thì Phật tử tới, chứ chùa đâu phải là cái quán đâu mà cứ khách này với khách kia. Quý vị thấy được cái điều mà nói vậy. Cho nên á, nếu chúng ta có cái gọi là nhiếp vị á, thì chúng ta sẽ thấy rằng từng câu nói, từng câu chuyện trong đời sống hàng ngày nó trở thành ra những cái đạo lý để chúng ta học á. Rồi quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật ở đâu, trải dài trong cuộc sống. Đạo Phật như những ánh nắng, như những giọt mưa rớt xuống mà không phân, và tùy theo cái sức hút của mỗi loại cây. Rồi bây giờ nãy giờ qua kể một hai câu chuyện và đại chúng nghe quý vị cười thoải mái, nhưng mà sau này về quý vị ngẫm nghĩ lại, có lúc quý vị ngồi cười mình.
Có bữa hôm có một đạo hữu đi với Pháp Hòa qua Pháp, thì vừa bước xuống xe cái một ông Phật tử ông chạy, ô dạ chào thầy. Cái ông ngó qua ông kia, cái ông hơi khựng biết chào làm sao. Thế mà nói thầy của thầy. Cũng giống như mà hồi sáng này á, cái lấy cái chai nước lăn xăng đi kiếm ống hút, nói để ông thôi lát thầy xuống cái thầy nói gì đó tu. Thì có thầy tới nhà Phật tử rồi, thầy đưa chai nước thì thầy theo thầy không ấy thì thầy mới mở cái nắp thầy tu. Cái cô Phật tử nói thầy đừng tu để con lấy. Thôi cổ định đó là thầy đừng tu để con lấy cái ống hút, mà cổ đứt hơi của nước nước miếng cái em thầy cũng nhanh chiếu, ê đừng lấy để thầy tu. Chiều nay đề tài vi tiếu hả? Có nhiều Phật tử mà nghe giảng xong cái tối nửa đêm cái cười há há lên. Ông chồng cũng lên nói thầy bữa nào thầy gặp vợ con thầy hỏi coi sao con thấy bà càng tu bà càng khùng. Tại sao mà nói vậy? Tự nhiên cái bà đang ngồi, bà đang ngủ, cái bà cứ bắt khờ khắc khắc. Thế là mình phải mở cuộc điều tra. Điều tra ra mới biết là bà nghe băng giảng. Rồi có những câu chuyện vui quá rồi bà cười khắc khắc lên. Có những chúng sanh á, người ta nghe Phật Pháp, nhưng mà người ta nghe Phật Pháp đúng với cái hiểu của họ. Thí dụ như người ta hiểu tới đó mà mình không nói tới đó, thì đôi khi mình nói nhiều cái cao thì người ta nghe, hỏi có nghe không? Nghe mà không hiểu. Cho nên trên đời này ai nói gì mình cũng nghe đó, có điều là hiểu hay không thôi. Cho nên mình la con cái, má nói con có nghe không? Nó dạ con nghe, mà mình không hỏi câu kế. Thành thử ra nó mãi mãi nó cứ làm hoài cái chuyện đó. Trời ơi, Pháp Hòa rầu mấy ông tiểu Pháp Hòa lắm. Tại nó đâu có hiểu tiếng Việt. Mình đang bận muốn chết, chùa đủ thứ chuyện lên, thầy con ra ngoài đường đá banh được không? Mình tức mình nói lẫy, con làm được thì con cứ làm. Dạ con làm được. Rồi giác banh ra chơi tỉnh queo rồi. Rồi từ đó về sau hết dám nói lẫy. Tại vì mình nói lẫy cho người hiểu câu nói lẫy. Con nít ở đây nó không có hiểu nói lẫy. Thật đó quý vị, nhớ là đừng bao giờ nói lẫy với con cái. Nếu đứa đó là chưa đứa rành tiếng Việt và nó hiểu cái cách của mình là nó làm. 11 giờ đêm rồi, nó xách bịch chip xuống hỏi ăn được không? Thì ông ba nó ổng lấy, ăn cho hết mới ăn nghe không? Nó ngồi nó nhai tới 1 giờ. Má nó xuống sao giờ này con chưa ngủ? Nó ba biểu ăn hết. Đấy. Cho nên mình thấy mấy cái chuyện đó cũng là một hình thức khởi hạnh.
thấy người ta bị con cái nó chọc tức trào máu kiểu đó thì mình đừng nói lẫy nữa. Cho nên mình mới nói tại sao cái người đó tới chùa người ta chỉ thích tụng kinh, tại vì cái tầng nhận Phật pháp tới đó. Tại sao cái người kia tới chùa cứ lo lại Phật không à, tại đó đó. Mình đừng có đặt tại sao, mà thay vì mình nói vậy mình nói trời ơi hoan hỷ ghê, người đó tu cái hạnh lại Phật, người này tu cái hạnh tụng kinh. Tại sao mình không lật ngược lại mình hỏi, mà mình nhận cái bề đẹp, mà mình cứ nói tại sao người đó làm đối với mình vậy là xấu đó, vậy là tu dở đó. Nói tại sao bà cứ đi chùa hoài vậy, nói tôi không lẽ tôi đi casino. Tức là đôi khi mình nhìn lại, tại vì mỗi chúng sanh đó, người ta có cái tương xứng khác nhau, nhưng mà người ta tương xứng Phật pháp còn đỡ hơn người ta xứng tương xứng với thế gian. Ví dụ ngoài đời mình hay có câu đó, nồi nào dung đó. Thậm chí mình nói sao, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cái ý của mình muốn nói là cái đứa nó dở dở vậy là đi kiếm dở dở nhau. Đó là thế gian người ta dùng ví dụ. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, mình làm bất cứ việc gì mà hãy xứng với cái bản chất của chúng sanh thì cái đó mới thành công. Cho nên mình mới có cái câu là xứng tấm tác Phật sự. Nhớ không? Cái bài nguyện hương á, trong cái bài nguyện hương là nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới, và trong đó có câu là xứng tánh tác Phật sự. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành. Vậy thì người ta làm người cái bản chất, cái tâm tánh người ta cỡ nào, người ta làm lành cỡ đó, mình phải nên phát tâm nhận diện và trân trọng cái đó. Tại vì cái tánh người ta tới đó, tự tánh người ta tới đó thôi. Cho nên cái người mà ngồi thiền á, đừng bao giờ nói á, có Phật không mà anh niệm, có Tây Phương Cực Lạc không mà niệm, không nói vậy được. Tại vì người ta không niệm Phật là người ta niệm ma. Mình phải quan trọng là mình trân trọng cái tâm hạnh, cái pháp mà người ta, cái hạnh người ta đang ngồi niệm Phật. Và trong khi đó có rất nhiều chúng sanh không đang niệm Phật mà niệm thị phi, niệm nhân ngã, niệm đủ thứ phiền não khổ đau. Mình ngồi thiền, hỏi thiền ngồi thiền để làm gì? Nó ngồi thiền để làm Phật. Ngài Triệu Châu mới cầm cái tấm ngói ngồi kế bên cạnh cái người ngồi thiền, ngài lấy hai cái, ngài lấy một cục gạch ngài mài cái miếng ngói đó. Nó cứ rẹt rẹt hoài, cái ông ngồi thiền cũng khó chịu quá, bị ngồi thiền phải yên tĩnh. Ông nói hòa thượng làm gì cứ mài ngói hoài vậy? Nó tôi mài ngói để làm cái gương soi. Nó ngói làm gì mà làm được cái gương soi mặt? Hòa thượng nói vậy sao ông nói với tôi ngồi thiền để làm Phật? Hòa thượng muốn khai thị, không phải ngồi thiền là thành Phật. Rồi anh nghĩ như vậy, rồi anh đi bác những cái người khác. Mục đích anh ngồi thiền là anh định cái tâm. Mà tâm anh định rồi, người ta mài ngói anh cũng chẳng sao. Còn bây giờ anh cứ nói một mặt anh tu thiền, anh thấy người khác tu khác anh làm sao? Thiền không có. Thiền là phải định. Mà anh định chỗ nào mà anh thấy người ta tu kiểu nào anh cũng chê hết là làm sao? Cho nên cái người mà tu tới rồi là không có nói gì hết đó. Thấy biết và trân trọng. Người này niệm Phật còn hơn niệm phiền não. Người này đang ngồi tụng kinh còn hơn họ không tụng kinh, họ đi chơi. Họ ăn chay nửa ngày đỡ hơn không có ngày nào. Họ đi chùa ngày, bà mà tu gì, tu không tu gì mà tu ít nhất tôi vô chùa được một bữa. Người ta đi chùa một ngày người ta lành ngày, ta đi chùa nửa ngày ta lành nửa ngày. Quý vị thấy hai ngày nay quý vị vân tập về đây là mình đã đỡ biết bao nhiêu những cái khác không? Tốn con chỗ thôi, đâu tốn lai ra.
Cho nên mình tập tu làm sao mà mình có cái nhìn và cái tâm dung nhiếp. Có cái câu tán Phật như thế này: tâm bao thái hư, đại châu xa giới. Phật nó rộng như cả bầu trời, cả thái hư, hư không này. Cho nên mình tu sao mà tới rút cuộc mình thấy ai tu mình cũng dung nhiếp được hết. Mình cũng ôm ấp mình. Thậm chí cái người đó họ tu rất là dở, mà họ càng tu dở mình càng nâng đỡ. Như vậy mới gọi là tâm Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát mà thấy chúng sanh dở dở mà bỏ hết rồi sao? Cũng giống như bác sĩ mà mở văn phòng mà chỉ cho những người khỏe vô thôi. Bác sĩ nói ở đây không nhận bệnh nhân. Ủa vậy nhận gì? Chứ không phải là chúng là bác sĩ là phải nhận bệnh nhân. Bồ Tát là phải giang tay đến chúng sanh đang khổ lụy. Cho nên ngày nào chúng ta còn khổ, ngày đó chúng ta còn tu. Ngày nào mà người ta còn quên lãng chuyện tu hành, ngày đó mình còn tu hú. Hú người này kia tu. Cho nên ai có nói bà mà tu gì, tu hú chứ tu gì. Dạ, thầy biểu tôi phải tu hú. Hú anh tu, hú chị tu. Cho nên thấy ai làm bất cứ cái gì, chúng ta cũng phát tâm nhận diện và trân trọng. Cái đó là khởi hạnh. Cái đó là xứng tánh. Tại vì người ta cỡ đó thôi. Cho nên mình có nhiều khi mình nói trời ơi, tu mấy chục năm mà không thay đổi. Mình nói để mình như là một cái lời mình than, mình trách, để cho nó giải cái tâm buồn buồn của mình trong lòng. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải trở lại là bởi vậy mới thương. Mấy mươi năm mà họ chưa thay đổi gì, nghĩa là họ chưa có thấy được ánh sáng. Cũng như uống thuốc mấy chục năm mà không bớt bệnh, thì mình phải tìm thuốc nữa cho người ta uống. Xứng tánh tác Phật sự. Vì vậy mà quý vị thấy đạo Phật có vô lượng pháp môn. Chúng sanh ở căn cơ nào, chúng ta có pháp môn đó. Cho nên đừng có chê. Mà chúng ta có một cái hạnh tu là tán thán. Tán thán không có nghĩa là nịnh bợ, mà tán thán là gì? Thế nào gọi là tán, thế nào gọi là dương? Tán là bóp bóp thì là tán. Tán đau quá tháng. Chúng ta gọi là tán dương. Tán nghĩa là ca ngợi cái tên của người ta. Dương là biểu hiện cái việc làm của họ, gọi là tán dương. Ví dụ, xin giới thiệu với đại chúng anh Nguyễn Văn A, đó là tán. Đã có công rất lớn, nhốt được con muỗi, bắt được con ruồi. Dương có nghĩa là mình đưa cao cái hạnh, cái việc làm của người đó. Cho nên mình mới tán dương Phật đó. Tán dương Phật là mình đầu tiên mình tán gì? Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Việc làm của Phật là gì? Dạy khắp trời người. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình tán thán Phật đó, là ca ngợi cái danh hiệu Phật và nổi lên được cái đạo hạnh của Phật. Cũng như vậy đó. Giống như quý vị nói Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đại Bi là nói lên hạnh tu, Quán Thế Âm là tên của Ngài. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí là hạnh của Ngài, Văn Thù Sư Lợi là tên. Trong cái tên đó, nó đã có tán dương rồi đó. Cho nên mình có một cái gọi là xứng tánh ích. Nếu mình biết được tất cả mọi cái pháp, pháp nào cũng tương ưng với bản tánh của chúng sanh, thì mình rất là nhẹ nhàng.
Bao giờ Pháp Hòa nói vậy là đại chúng sẽ thấy nè. Một người mẹ thương con và thấy năm đứa con của mình mỗi đứa nó mỗi kiểu, và quý vị sẽ thấy người mẹ đi đến năm người con mỗi cách. Có đứa mẹ còn nói tới nói lui với nó, tại mẹ biết cái đứa này á, nó không có sao, mình nói tới nó luôn. Có nhiều đứa nó nói là nín chứ không có nói gì hết. Sao nó thôi thôi, tôi nói một nó nói tới mười lần, thôi tôi nín. Có nhiều đứa mình tới mình nó nói sai mình còn chỉnh, còn có nhiều đứa nói sai mình nín luôn. Cũng một hình thức tương xứng tánh, tại mình biết rồi. Nó đang giận mình nói là nó sực lại, để hôm nào nó nguội rồi mình nói. Tức là mình hiểu được cái bản chất của nó. Có nhiều người người ta đang nóng mình đừng có nói thêm. Hồi đó hồi nhỏ mà có một cái bà hàng xóm đó, mỗi lần chồng bà mà giận lên đó, là đánh. Mà mỗi lần mà bà đánh cái là bà nhào vô: "Nè nè đâu nè đánh đi đâu nè." Trời ơi, trong lúc ông đang sẵn quá mà ông nắm tóc ông dện như đàn ông chung vậy, dũng vô tường nha. Sau này bệnh nhức đầu, bao nhiêu năm sau mang một cái chứng bệnh nhức đầu kinh niên. Những ngày trời lạnh là đau nhức kinh khiếp, mà mỗi lần đau nhức như vậy là hận chồng, chửi chồng, hận chồng. Thì tại sao? Tại vì khi người ta giận quá, mình cứ làm theo cái nư lẫy của mình, mình tạo cái duyên cho họ thêm giận. Mình mà thông minh một chút thì mình chạy mất đất rồi, với ai để đánh vậy. Cho nên là trong 36 kế tẩu vi thượng sách, còn không thì địa hổ ly sơn, còn không là khổ nhục kế. Ông mới đánh cái chơi chết tôi rồi. Cái đó là khổ nhục kế. Cho nên Phật tâm lý nghe, Phật nói là trong 8 sức mạnh, trong 8 thứ sức mạnh, con nít có sức mạnh của tiếng khóc. Nó ré một cái là cái gì cũng phải đưa. Đàn bà có sức mạnh giận lẫy. Người tu có sức mạnh từ bi. Vua chúa sức mạnh là quyền lực, uy quyền. Giàu có sức mạnh là tiền bạc. Đức Phật nói người tu sức mạnh của họ là gì? Lòng từ, từ bi. Cho nên xứng tánh ích là gì? Là chúng ta có cái tâm tu thì chúng ta ứng dụng được hết, đáp ứng được hết mọi nhu cầu. Ví dụ ha, hôm nay có những người có khả năng nhịn đói nguyên ngày đó, tại vì người ta ngồi thiền, người ta nghe pháp thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Có những người có khả năng đó, nhưng mà có những người nói khác: thực dĩ vi tiên. Không có thực không dực được đạo. Bây giờ mình phải tương ưng hết, phải không? Ở đây có cơm sẵn, mời đại chúng thọ dùng. Ai không cần dùng thì kiếm chỗ ngồi nghỉ, ai cần dùng thì ăn tự nhiên. Ăn một hộp không đủ thì lấy hộp thứ hai. Thí dụ vậy. Cái đó là xứng tánh ích. Tại có những người người ta không thể nhịn đói được, người ta cần phải có nhu cầu ăn. Mà mình tổ chức khóa tu là chính, ăn là bù. Nhưng mà không có ăn sẽ biểu tình, chứ phải có ăn. Quý vị hiểu được cái chỗ xứng tánh ích không? Tức là mình đáp cái lợi ích của chúng, của tất cả cái giỏi, cái hay là chúng ta biết khế hợp, xứng cơ với tất cả mọi căn tánh của chúng sanh. Để làm gì? Để đi tới cái thứ chín là chuyển lợi ích. Chuyển lợi là sao? Cái gì có lợi mình truyền tải, mình chuyển cho tất cả mọi người cùng nghe, cùng thấy, cùng tu. Đó, quý vị nghe băng rồi mình thu,
Thậm chí có nhiều người bạn livestream. Lúc mà quý vị nhớ không? Lúc mà người ta livestream á là bên kia thả tim, quăng tim lên, quăng tim lên. Nhưng mà nhớ nghe, có tim là sẽ có bom. Có nhiều người ta, người ta thả trái tim lên, người ta nói là người ta thích. Nhưng mà trên đời cũng có một cái ngược lại, hễ cái đưa ngón tay lên thì cũng có người đưa ngón xuống. Đừng có bắt buộc là livestream là phải có 100 người thích. Cho nên quý vị thấy nhiều khi một cái bài giảng của quý thầy đó, nói đạo lý mà có gì đâu chê. Nhưng mà ta không xứng tánh người ta, nghe không xứng tánh người ta, ta dislike. Còn xứng tánh người ta thì người ta like. Tại vì mình hiểu thôi, xứng tánh ít. Cái gì nói mà ta hợp với người ta, ta nghe được, ta thích. Cho nên bài giảng đừng bắt buộc ai cũng phải thích. Tại vì hợp cơ người ta, ta mới thích được. Nói trời cà ri ngon mà sao không ăn? Ngon với mình thôi. Cái người ta không ăn cà ri được thì người ta đâu có ngon. Không có thể phán được trời dại quá, cà ri ngon không ăn. Thì nhờ người ta không có ăn, mình mới dư mình ăn. Cái nào không có ít hết á. Thì cái chữ chuyển lợi là gì? Khi chúng ta thẩm thấu được những cái đó thì chúng ta sống mà chúng ta lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Thì nói tóm lại, hôm qua tới giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 10 cái dấu ấn, 10 cái lợi ích, và cái cuối cùng là tóc chứng. Tóc chứng là gì? Là nhanh mau chứng ngộ được chỗ đó. Tóc là gì đó? Tóc vãng vô lượng quang Phật sát đó. Tóc là nhanh gọi, nhanh mau. Tóc như luật lệnh đó. Mấy ông đạo sĩ hay kêu thiên linh linh, địa linh linh. Mao Sơn sư phụ lập tức hiện hình, tóc như luật lệnh. Phun cái phèo. Chữ tóc là nhanh mau. Cho nên cái bài tụng đó, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, sớm về được cõi của Phật. Cõi của Phật vô lượng quang. Chữ sát đó là cõi chốn. Vô lượng quang Phật sát đó, chữ sát đó là cõi của Phật vô lượng quang. Sớm về cõi Phật vô lượng quang. Đó là dịch cái từ cái câu tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Nói tóm lại, ngày hôm qua giờ Pháp Hòa nói 10 điều. Thứ nhất là kiến văn ít. Làm cái gì chúng ta làm cho người khác thấy, nghe đều có lợi ích hết. Thí dụ mình thiết lập một cái bàn thờ đẹp, người ta thấy ngang nó, wow, trang nghiêm quá. Người ta kiến thấy thành tâm. Mình mở cái băng tụng kinh lên, thay băng pháp lên, ta đi ngang ta nghe, chò thầy nào tụng kinh nghe hay quá, chỉ có cái băng này không cho tôi xin. Nhờ mở lên mà ta văn, ta nghe, ta thích. Cho nên mình làm cái gì có thấy, có nghe đều lợi. Nhưng mà có những cái thấy nghe đâu có lợi gì đâu. Cái thứ hai là gì? Phát tâm ít. Người ta thấy nghe đó, người ta phát tâm. Chị em nghe nói chị đang tổ chức đi từ thiện phải không? Nghe nói đó. Chị cho em hùng được không? Phát tâm. Cho nên mình làm việc gì mà người khác phát tâm với mình phải vui, chứ đừng có buồn. Và đừng nghĩ rằng á, cái chuyện này tôi phát tâm mà tự nhiên chen vô chia với tôi. Có cái bà kia, thầy cũng tụng kinh, tới rước ta thầy tới nhà, thầy tụng phổ nguyện hàng xóm gì tụng. Thầy, sao thầy chia vậy rồi chồng con hưởng gì? Con mời thầy thấy tụng kinh chồng không, thầy cũng ngồi hướng cho chồng con, thầy phổ nguyện thì chia tùm lum. Nó không phải, mình phải phát tâm, mình phổ nguyện cầu cho tất cả mọi người mình mới có phước lớn. Bà nói vậy thôi, thầy cầu ai, cầu đừng cầu bà hàng xóm. Còn mới gây lộn với bà thấy ghét.
Cho nên mình thấy ai làm điều lành, nghe người ta làm điều lành, phải phát tâm ủng hộ. Ví dụ như hôm qua giờ quý vị nghe, chỗ thì xây chùa, chỗ thì làm Phật, quý vị phát tâm. Quý vị đâu có tới đó đâu, nhưng mà cái tâm quý vị tới rồi. Cái thứ ba là gì? Khi mình làm được vậy, mình tạo tu ích, mình tạo điều kiện để hướng dẫn cho người ta tu, có ích lắm. Mà tu bất cứ cách nào, ngắn dài. Quý vị biết không, Pháp Hòa là ai phone tới, con khổ kiểu này, con buồn kiểu kia, trời. Mình nói sao? Thôi cô, để Pháp Hòa gửi cho cô bài kinh tụng. Đâu có kinh nào mà kinh tụng gì đâu, toàn là mình phải soạn. Rồi thậm chí còn phải ngồi soạn từng cái lời cho người ta có cái chỗ người ta hướng tâm, người ta cầu nguyện để người ta bớt buông. Thí dụ giờ mình biểu người ta tụng kinh ngày 20 phút đi, rồi soạn cho người ta bài kinh ngắn, người ta tụng 20 phút, người ta giảm buồn 20 phút. Bị người ta hướng tâm vô cái đó, người ta lo người ta tụng. Bây giờ mình không làm gì hết, cái người ta ngồi người ta buồn hoài. Rồi người ta cứ hát hoài, buồn ơi ta xin chào mi. Cho nên mình, thưa đại chúng, là quý vị phải tạo tất cả mọi điều kiện nào có thể để giúp cho đạo hữu của mình tu. Thậm chí người ta nói người ta buồn, chiều nay em đi chùa chị đi với em. Thôi tôi cũng đi, tôi không có xe tới chở. Nhiều khi người ta diện cớ, mình phải tìm mọi cớ khác để mình đưa người ta ra khỏi cái phạm vi, cái hoàn cảnh đó, có phước lớn lắm. Cái đó gọi là tạo tu ích đó. Và cái đó là phát tâm giúp người, và phát tâm ích đó. Nhiều khi người ta vô chùa, người ta nghe xong rồi, người ta phát tâm, người ta ngộ. Trời, cái đó là gì? Cái đó gọi là diệt chướng ích. Hồi xưa cái niềm đau nỗi khổ trở thành cái chướng ngại cho người ta, nghĩ tới đó là người ta khổ. Bây giờ nhờ người ta nghe, người ta hết chướng rồi, ta tu vượt cái đó. Có một cái đám tang, mời thầy đó tới tụng. Thầy tụng xong thì cái cô vợ đó mới nói với thầy là giờ cổ lỡ thương thầy rồi, xin thầy ra đời để mà làm chồng của cô. Thầy mới nói tôi cũng yêu cô lắm, nhưng mà giờ chồng cô mới chết mà đám cưới liền kỳ lắm, thôi để xong 49 ngày đi rồi tính. Thầy cũng xong 49 ngày cái sao thảo nghe thầy nói gì hết. Cô nói thầy xong 49 ngày rồi. Ông nói thôi còn sớm lắm, đợi 100 ngày thì tính. Cái xong 100 ngày cái cổ hỏi tới, cái cổ nói không, theo phong tục Việt Nam phải để tang 3 năm. 3 năm sau cái không nghe cổ nói gì hết. Thầy hỏi cô giờ sao? Dạ thôi con tu rồi. Quý vị hiểu được cái kế của ông thầy đó không? Quảng binh. Quảng binh. Cho nên ngày xưa ông ngày Phật Ấn, ông biết ông Tô Đông Pha là có 7 bà vợ. Thế bữa nọ tới nhà của ông Tô Đông Pha, cái hòa thượng Phật Ấn bày ra 7 cái lò lửa. Ngày Phật Ấn cứ bước qua, bước qua cái ngày ông Tôn Pháp vô, hòa thượng giống khùng quá, tự nhiên lửa nóng muốn chết mà nhảy qua 7 lò. Ông thấy tôi khùng mà lửa này không sao, còn có nhiều người nhảy 7 lò khác chết khắp nơi mà không biết. Vậy thôi mà Phật Ấn ngộ, ơ gì Tôn Đông Pha ngộ, tôi nhảy cái 7 cái lò này, ông biết ông có 7 lò lửa mà không biết không. Rồi một hôm nọ thì ông Tô Đông Pha nói với ngài Phật Ấn: Hòa thượng, tôi nói này mà ông nghe, giờ tới đây mà hết hết ghế ngồi rồi, thôi ngồi đất chơi đi. Thì nói thôi cho tôi mượn cái thân của ông, tôi làm giường ngồi đỡ đi. Ông Tô Đông Pha nói với ngài Phật Ấn như vậy đó. Ông cho tôi mượn cái thân ông làm cái ghế ngồi đỡ đi. Thì đối với mình như vậy gọi là gì? Bất kính. Ngài Phật Ấn nói cái thân này là
tứ đại ngũ quẩn, không có. Chẳng hay tể tướng ngồi ghế nào, thì ông Tô Đông Pha không biết đường trả lời. Cho nên ở trong Phật Pháp á, nó có những câu khai thị nhanh gọn mà người đó ngộ. Cái đó gọi là gì? Đốn đắc. Đốn đắc ít. Một cô nọ khổ quá chạy lên chùa: thầy ơi con khổ quá, xin thầy giúp cho con. Thầy nói nè, con uống ly trà để rồi tính. Là cầm cái ly lên, cái thầy rót: nóng quá, tay này nóng quá, có cuộc chuyện vào tay này. Rồi, nóng quá chuyển vào tay này, tới hồi nóng chịu hết nổi cái cô buông cái rầm. Ông thầy nói rồi con ngộ rồi, con cố gắng con giữ cỡ nào mà thủy chung nóng quá con tự con buông, là thầy khỏi làm gì hết. Quý vị hiểu được cái chỗ đốn đắc không? Có nhiều khi chỉ về thôi mà đốn đắc. Đốn đắc ít. Nhiếp vị ít, diệt chướng ít. Diệt chướng là như ngày hôm qua mình nói, tức là những chướng ngại chấp trước bây giờ nó hết rồi, không còn nữa. Như rồi khởi hạnh, rồi xứng tính, hay là xứng tánh, hay là chuyển lợi và tốc chứng, thì đó là 10 cái lợi ích do sự tu tập, hay là chúng ta tập quán chiếu, tập nhìn để chúng ta tiếp nhận mọi sự việc xung quanh mình. Cái này không phải là chỉ Phật Pháp chúng ta ứng dụng, đây là Phật Pháp dạy chúng ta. Nhưng mà thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, mình có Phật Pháp là mình có phương pháp. Thì Phật Pháp của chúng ta là gì? Chúng ta thấy cái gì chúng ta biết cho đó. Đấy, xứng tánh, đốn đắc. Đốn đắc là gì? Là nhanh mau nhận diện được cái đó. Cái ông đó vô hỏi bạch hòa thượng: xin hòa thượng dạy cho con thế nào là địa ngục mà thế nào là thiên đường. Hòa thượng tán ổng cái bóp. Thì khi mà ổng đau quá thì ổng đánh lại hòa thượng, cái hòa thượng chạy cái ổng rượt đánh. Hòa thượng mới nói: Mô Phật, địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Ông nghe xong ông ngộ rồi, ông biết là hòa thượng chỉ trong địa ngục là cái gì rồi. Ông chấp tay nói: Mô Phật, con sám hối. Hòa thượng nói: Mô Phật, thiên đường tới rồi. Vậy thì thiên đường với địa ngục khai thị bằng cách là đốn đắc. Có cái ông nọ ăn hiếp người khác, hòa thượng đi ngang thấy được: đạo hữu đừng làm như vậy, quả báo, nhân quả. Tôi không có tin nhân quả gì hết á. Vừa dứt lời hòa thượng tán cái bóp. Thì ổng đau thì cái bình thường là ổng tán là hòa thượng cái bóp. Hòa thượng nói: đạo hữu thấy nhân quả chưa? Nó liền đâu có nói gì đâu, đâu có cần nói xa nói xôi gì. Đạo hữu không tin nhân quả không? Tôi chứng minh cho đạo hữu coi. Tôi tán đạo hữu tán là tôi. Chứng minh nhân quả ngay lúc đó. Một cái ông đó ngộ ra được. Một ông nọ tu mà gọi là phá chấp được không? Thấy hòa thượng mấy người ăn chay rùm rà, nè bia rượu nè, tôi quán như nước trà. Đậu hũ thịt bò là đậu hũ, mắc gì rườm ra. Ông nói xong thì ông chúc cái chai rượu vô chai uống hết, để cái chai trên bàn. Hòa thượng: ông thiệt đúng là người hiểu đạo. Cũng bắt chuyện nói cái ông hòa thượng mới đưa cái chai xuống bàn, tiểu vô chai. Đạo hữu nói hay quá, mời đạo hữu lì một lam. Biết liền lam không? Làm một ly. Uống vô ông phun ra, ông nói: hòa thượng ông chơi tôi hả? Cái này là nước tiểu. Ủa hồi nãy mới quán rượu bia là nước trà, thì giờ phải quán cho được nước tiểu là nước trà. Cái đó có thể tạm gọi là gì biết không? Đốn đắc ít.
Cái đó gọi là gì? Là đối cơ. Cơ nào mình phải chặt bằng cái đó. Đối cơ là gì? Có những người á, mình không phải mình xấu với họ, nhưng mà họ đi bằng con đường đó, mình đi lại để người ta hiểu. Pháp Hòa có một chú tiểu á, nói tiểu cũng không đúng, mấy đứa nhỏ nó gửi vô chùa mùa hè chơi mà, nó tu học sao đánh cái đứa kia, mà nó đánh một cái là lằn roi nó dính trên vai vậy đó. Trời ơi, mình thấy mình nóng ruột rồi, nó tại sao con đánh nó, con đánh thử coi nó có đau không. Đợi trả lời vậy á, cái Pháp Hòa mới lấy cái tay đánh nó một cái, còn đau không? Dở. Mới trả lời kiểu vậy á là mình tức chết rồi đúng không? Nhưng mà chết rồi còn cái gì nói nữa. Pháp Hòa mới nói, một bữa đi giảng về nó đốt thảm trong phòng. Trời ơi, mình vô mình thấy một lỗ thảm cháy. Hỏi sao con đốt vậy? Đốt coi nó có cháy không. Đó, quý vị mới thấy là, cho nên Phật tử hay hỏi Pháp Hòa, thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa nói máu thì cao rồi, còn đợi trào. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta gặp rất nhiều cơ, mà nói ngoài đời là đối tượng. Đối tượng. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái tâm gọi là khởi tu, xứng tánh, kiến văn, phát tâm, thì mình có thể tương ứng được với tất cả mọi cơ. Và chúng ta không cần nói đạo, nhưng mà ngay trong đời sống chúng ta đã bàn bạc cái đạo trong đó. Và xin thưa, đạo này là đạo lý và đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, mà chúng ta dùng cái từ là đạo Phật. Đạo Phật không phải là tôn giáo Phật giáo đạo Phật, mà chữ Phật là tỉnh giác sáng biết. Mình đang tu theo một con đường tỉnh giác sáng biết để chúng ta tương ứng và sống trong mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên ai cũng có thể học được hết, không luận chỉ là Phật tử. Và tất cả chúng ta sống được với cái đó thì từ đó chúng ta thấy an nhàn. Thôi thì chiều hôm nay mình học tiếp cái bài học của ngày hôm qua, là 10 cái lợi ích của sự tu hành theo Phật Pháp. Và chiều nay Pháp Hòa còn một thời nữa với đại chúng lúc 7 giờ tối. Và chương trình của chiều hôm nay là hát nhạc yêu cầu. Nghĩa là đại chúng có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, tu hành, thì xin đại chúng có thể viết ra. Rồi chúng ta sẽ còn một giờ buổi chiều nữa để chúng ta sinh hoạt bằng cách là câu hỏi trả lời. Và xin thưa là chúng ta chỉ hỏi ở trong phạm vi sự tu tập, để cho nó đúng với cái tinh thần, cái khóa tu của chúng ta. Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng ta có khoảng 20 phút giải lao. Sau đó thì đại chúng vân tập, và đặc biệt là các vị phát tâm quy y chiều hôm nay, thì sinh hoạt ở trên này. Các vị khác có thể ngồi phía sau để hộ niệm. Và coi như chiều hôm nay á, là cái thời gian để chúng ta ôn lại quy giới, như là tụng giới vậy đó. Dạ. Thôi thì chúc đại chúng an lành.